Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Suzuki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với Minecraft kỵ sĩ rồng nhá. Hiện tại thì bé rồng sấm sét của mình đã lớn tới chừng này rồi. Và giờ thì mình sẽ cho bé rồng này ăn. Và cũng như là mình đã cắt được một ít cái vải của rồng sấm sét. Bây giờ mình sẽ chế tạo thêm một cái cây kéo kim cương nữa để mình có thể cắt thêm vải nhá. Nhưng với 20 cái vải này thì mình chưa có thể nào mà chế tạo được cái cung nữa, tại vì mình muốn chế tạo bộ giáp xong mới chế tạo cái cung ấy. Rồi giờ hiện tại mình có 22 rồi, đợi thêm một xíu mình sẽ cắt thêm nhá. Còn bây giờ thì mình sẽ vào bên trong nhà, vào nhà một cái, sau đó thì mình sẽ mang hai quả trứng rồng lá ra, tại vì hiện tại thì mình chưa có bé rồng lá nào hết. Trong ngày hôm nay thì mình sẽ ấp trứng rồng lá nhá. Và bây giờ thì mình cần tìm cái cây kéo cái đã. Hôm trước mình có một cây kéo, không biết mình cho vào cái rương nào rồi. Hình như trong rương này không có kéo rồi. Rồi thì mình sẽ dùng sắt để chế tạo một cây kéo mới đi. Sau đó ra ngoài và cắt những cái lá cây thôi. Và ở đây có mấy nàng tiên nè, mình không biết làm sao để lấy lại nữa. Không rài mình chưa có. Mình lấy lại được rồi nè. Thì ra phải chạm vào mấy nàng tiên thì mới được. Đúng rồi, chạm vào nàng tiên thì nàng tiên mới trả đồ lại cho mình. Ok, nàng này trả rồi đúng không? Trả thì mình sẽ cái này có bánh kem rồi hả? Cho nàng này bánh kem đi được không? Hình như nàng này không. Ui, ngồi xuống. Nàng tiên màu xanh á thì sẽ cho mình tốc độ nè. Nàng tiên bên đây là nàng tiên màu đỏ thì hình như cho mình sức mạnh hay sao ấy. Không, nàng này thì cho đậu nhanh, còn nàng màu hồng kìa mới cho mình sức mạnh. Đó là công dụng của những nàng tiên. Còn giờ thì mình sẽ đặt cái bánh kem ở đây, ăn một miếng rồi sau đó đi cắt lá cây thôi. Mình sẽ cắt cái cây nào ta, chưa mặc cánh vào rồi đúng không? Mình sẽ bay lên đây đó, sau đó mình sẽ cắt lá trên đây nhá. Ui, ở đây còn gà nè. Gì mà hôm rài mình cứ tưởng gà. Đây còn nữa nè, cứ tưởng gà từ chủng chỗ mình chứ. Hôm trước mình có tìm thử nhưng mà không ra ấy. Ai dè mấy bé rà trốn ở trên đây. Rồi giờ mình sẽ lấy thêm lá đem xuống dưới để ấp trứng rồng nhá. Để coi được bao nhiêu rồi, 30 mấy hả? Mình sẽ lấy hết cái cây nữa đi. Đó, nhiều một xíu. Rồi được 40 mấy cái rồi nè. Giờ mình sẽ bay qua cái khu vực căn cứ này. Rồi sau đó mình sẽ ấp cạnh mấy cái bé rồng này luôn. Đây, đầu tiên thì mình sẽ đặt trước chỗ lá trước nha. 3x3 thôi. Khi nào mấy bé rồng này gần nở thì mình sẽ rào lại sau nha. Rồi cái này thì sẽ đặt kế bên luôn. Cách ra 2 ô. Rồi sau đó đặt tiếp như vậy. Đó. Trong một ngày thì mình sẽ ấp một cặp trứng để cho hai bé rồng này nở cùng một lúc nha các bạn. Rồi, chuẩn bị nở nha. Và coi nào. Hình như mấy bé rồng lá không có bốc ra làn khói màu cam. Quả trứng này có vẻ khá là đặc biệt. Rồi giờ thì mình sẽ cắt vải thêm coi. Mình được 26 rồi nè. Vậy mình đã có thể chế tạo được một cái bộ giáp rồng sấm sét cũng như là thêm một cây cung rồi. Giờ thì chắc mình sẽ qua đêm ở đây một cái. Trước khi ngủ thì mình coi mình có đem theo cái bàn chế tạo không nhá. Trong đây không có cái bàn chế tạo rồi, vậy là mình phải vào trong nhà ấy. Được, giờ mình sẽ vào trong nhà để chúng ta chế tạo bộ giáp rồng sấm sét nhá. Đầu tiên mình sẽ chế tạo cái nón trước. Và cái nón thì hình như có cái đường sét đúng không? Đúng rồi, có cái đường giống như là có sấm sét vậy đó các bạn. được á. Rồi cái tiếp là cái áo coi. Wow, và rồng sấm sét thì không cho mình hiệu ứng gì à? Khi mình quánh thử coi. Hình như nó không cho mình hiệu ứng khác thì phải. Mà mặc được cái là nhìn khá là giống cái bộ xương luôn ấy kìa. Nhìn cái đường trắng trên bộ giáp kìa, rất giống bộ xương luôn. Lỡ mình có rồng xương thì sao ta? Bây giờ mình phải cố gắng tìm cái quả trứng rồng xương mới được, hoặc là ấp một quả trứng khác rồi chuyển hệ thành rồng xương ấy. Khá hay. Từ từ mình sẽ ấp trứng rồng xương sau. Còn giờ thì mình sẽ cởi bộ giáp rồng sấm sét ra, tại vì mình muốn mặc set đồ rồng moonlight nè, để mình có thể có được hiệu ứng nhìn trong bóng đêm ấy. Rồi sáng thức dậy thì mình sẽ lên đường và chế tạo một cái cây cung. Nhưng mà còn thiếu, để làm được một cây cung thì mình cần phải có 3 cái vải lận. Cắt thêm coi được không? Đó, cắt thêm được rồi nè. Đó, giờ mình có tới 6 cái luôn. Rồi sau đó mình sẽ vào trong và chế tạo nha. Cũng như trong ngày hôm nay thì mình sẽ có một chuyến khám phá mới, đó chính là những cái thủy cung ấy. Mình có tìm được một cái thủy cung trong thời gian giữa 2 tập rồi. Chỉ ở đây, sau đó là những cái vải rồng đặt ở vị trí như vậy. Wow, cái này có sấm sét luôn á. Ok, để bây giờ mình sẽ test thử nha. Sẽ bắn bằng cây cung này đi. Ủa, cái này có sấm sét mà ta, hay là phải bắn trúng mục tiêu mới có sấm sét vậy? Chưa, để bây giờ mình tìm một cái con vật nào đó. Đây, bé bò nè. Ủa, không ra sấm sét à? Ok vậy, cung sấm sét mà bắn không ra sấm sét hả?
Khá là lạ vậy ta. Vậy là không xịn bằng cây cung lửa mình rồi. Đây nè, cung lửa của mình bắn mà cung lửa mình phải enchant lên mà. Quên, để mình thử enchant cái cây cung sấm sét lên thử nha các bạn. Đầu tiên thì mình cần gỡ những cái quyển sách enchant trong cái cây cung lửa này ra trước. Sau đó mình sẽ cho hết những cái quyển sách enchant này vào cái cây cung sấm sét nhá. Rồi cho vào. Đó, vậy là rất là mạnh rồi đó. Kế tiếp mình sẽ lấy một cái mũi tên ra, cất tạm cái cây cung lửa vào trong đây đi. Rồi ngày hôm nay thì mình sẽ sử dụng cung sấm sét nè, kết hợp với bộ giáp bơi dưới biển đâu ta. Ở đây bộ giáp để mình có thể bơi dưới biển nè, đó là bộ giáp Sky Guardian. Thầy giờ mình sẽ cởi ra hết và chúng ta sẽ cởi một bé rồng. Nếu đi ra vùng biển thì mình nghĩ không nên cởi rồng đâu, tại vì các bạn cũng biết rồi đấy, khi mà bé rồng của mình chạm vào nước á thì sẽ di chuyển tới một nơi nào đó ngẫu nhiên mình khó mà tìm được á. Cho nên bây giờ thì mình sẽ dùng cánh của mình đi để mình bay ra cái khu vực thủy cung nhá. Thủy cung đó ở tọa độ là khoảng 688 và 1120 thôi, cũng không có xa cho lắm. Còn bây giờ thì mình sẽ bay ra bên ngoài này nhá, để cắt thêm vải rồng thôi, tại vì mình muốn có thêm vải rồng ấy. Và hiện tại mấy bé rồng của mình thì vẫn chưa có lớn hẳn nữa, như bé rồng sấm sét nè vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển nên mình sẽ để đây nhá. Và cái bộ giáp thì mình sẽ cho vào cái rương su cơ của cái rương su cơ nãy mình có đem vô nhà chưa ta, hình như mình đem vô nhà hết một cái rồi. Cắt tạm cái bộ giáp rồng sấm sét nè, giáp rồng moonlight vào trong đây đó, cắt vải rồng vào, cắt chỉ vào, trứng nè, cái amulet thì chắc mình sẽ mang theo, cắt kéo kim cương, rồi sau đó lên đường thôi. Nếu mình có một cái amulet thì chắc mình sẽ mang theo một bé rồng nước đi. Đó, đi khám phá biển thì mang bé rồng nước thì nó sẽ thích hợp hơn. Đây, bé rồng nước tít ở bên ngoài này nè. Rồi, sau đó thì mình sẽ lấy cái bộ giáp ở cái giá treo đồ này, máng vào bé rồng. Rồi, vậy là ổn. Còn giờ thì mình sẽ cưỡi bé rồng đi tới tọa độ đó luôn nhá. Để coi nào, cuốn sách đây. Mình cần phải đi về tọa độ là 688 á. 688 là mình phải đi thẳng hướng bên đây nè, còn cái kia là 1120, đi xéo qua hướng bên đây đúng không? Rồi giờ mình sẽ đi thẳng hướng bên đây để em tới cái khu vực biển mà có cái thủy cung nhá. Ui đây có mấy con đại bàng nè. Và theo như mình được biết á thì hình như đại bàng sẽ ăn chân thỏ, nhưng mà chỗ mình đâu có thỏ để nuôi đâu, ra khá là khó để thuần phục đại bàng. Và sau một lúc thì cuối cùng mình cũng đã đi tới cái khu vực thủy cung rồi. Và bên ngoài thủy cung thì có những cái con rồng biển đang canh gác, mình sẽ tiêu diệt. Ui, bình tĩnh nào. Rồi, bé rồng đáp lên đây, bé rồng ơi. Chưa, mình sẽ đáp xuống đây trước. Rồi, cho bé rồng vào cái amulet đi, để đảm bảo an toàn cho bé ấy, chứ không thôi mình lạc là mình không tìm được. Ui, cái gì á? Ủa, vừa rơi cái gì à? Kỳ lạ thật. Nhưng mà không sao. Ui. Tự nhiên bị rơi rồi. Rồi giờ mình sẽ ăn. Ui, bé. Giờ mình sẽ ăn vô một cái đã. Rồi lên đây nè, sau đó lút đồ trong mấy cái rương này trước cái đã, sau đó mới khám phá cái thủy cung nhá. Ui, chết rồi, mình đã quên một thứ rất là quan trọng nữa. Đó chính là những loại thuốc nhìn trong bóng tối. Mình có chế những loại thuốc ấy trong thời gian dưới 2 tập nữa. Đây, những loại thuốc nè, mình chế sẵn để đi khám phá biển mà quên mang theo rồi. Rồi giờ đã có thuốc, mình sẽ quay trở lại cái khu vực hồi nãy coi, thủy cung nè. Sau đó lút đồ trong rương. Cái này thì có nem tác, xương và thuốc súng. Còn bên đây thì có vàng và yên cửa. Vậy là mình sẽ gắn vào bé rồng sấm sét mình một cái yên cửa rồi, vậy không cần phải chế tạo thêm. Còn bên đây coi, bên đây hình như hết rương rồi, và cái quả trứng rồng mình sẽ mang về luôn. Rồi, ui đây còn nè, lại hết về. Mình sẽ uống trước một lọ này, tại vì mình không cần phải chế tạo thuốc thở dưới nước đâu, cái giáp của mình nó mặc định là cho mình thở dưới nước rồi ấy. Rồi, nếu như vậy thì mình có thể thôi đi, mặc vui set đồ này cho nó đẹp nhá. Rồi, sau đó mình sẽ đi. Ủa nó không cho mình. Mình phải đi xuống nước từ từ, không cho mình bơi dưới nước giống như những phiên bản mới ấy. Mình cứ tưởng là mình không thể nào di chuyển xuống nước chứ. Rồi, giờ mình đã dính hiệu ứng đào chậm rồi kìa. Ui đừng mà. Ui da. Ui mấy cái con cá nóc này quýnh đau quá. Ui da. Ui. Ui cái con rồng biển nó thức tỉnh rồi. Ui nó mạnh quá. Mình sẽ quay lại chỗ này một cái. Ui mất luôn cái lọ thuốc rồi. Uổng vậy ta, chưa bò vô trong nữa là đã mất hết một lọ thuốc thở dưới nước rồi. Ủa nhìn trong bóng tối rồi.
tiếc ghê luôn á. Mình vô đây chủ yếu là mình tìm những cái bọt biển thôi à, tại vì mình muốn có bọt biển để có thể thuần phục được những cái con kỳ lân biển. À, nguồn thức ăn chính của những con kỳ lân biển là bọt biển hay sao ấy. Còn cá nóc này đi ra đi, chỗ người ta đang khám phá. Đi ra, không chạm vào mấy người đâu. Mặc full giáp vô coi, giáp này yếu quá, phải full giáp mới được các bạn ơi. Rồi mình full giáp rồi nè, giờ thì mình sẽ tìm đường đi lên chỗ cao nhất của khu vực này nhá. Coi nào, chỗ này như ở trên có cái kho báu nè. Mình sẽ đi về hướng bên đây thử coi. Đây có đường lớn nè. Mà ngay chỗ này thì mình hết đi qua, đi qua được. Để coi, mình chỉ có 8 phút để có thể tìm được cái này thôi á. Và mình hình như mình còn một đoạn ha. Vậy là mình có 16 phút để có thể tìm được 3 con boss trong đây. Có vẻ khá là khó rồi. Ui, lần nào vô đây mình cũng sợ bị lạc hết ấy, tại vì cái đường đi nó khá là ngoằn ngoèo. Cái này thì không có đường lên rồi. Bên đây thì sao? Ui, giật hết cả mình á cái con này. Đi mà không gây tiếng động gì trơn á, tự nhiên xuất hiện trước mặt người ta à. Rồi qua đây coi. Ui, bên đây là có đường đi xuống nè. Xuống đây là cái phòng trống á. Trong đây nó còn có một cái căn phòng ấy chứa đầy bọt biển luôn. Mình mà tìm được căn phòng đó thì hết sảy. Nhưng mà không biết làm sao để tìm được căn phòng đó nữa. Và hình như mấy cái con... Ui. Dám quýnh mình nè, Rồi. Mình sẽ qua bên đây coi. Ui, cái con thấp nhất, mình phải tìm cái con thấp nhất trước cái đã. Mình sẽ đánh theo từng tầng ấy. Ui, đâu rồi, đừng có bắn. Sợ ghê luôn á, cứ bắn người ta hoài. Rồi. Bên đây có mấy cái đèn biển nè, mình muốn lấy về lắm luôn ấy. Nhưng mà mình chưa có thể đào được. Phải đợi hết hiệu ứng thì mới có thể đào được. Bên đây coi. Bên đây lại là đường cùng rồi. Biết gì hồi sớm á, mình chế tạo thêm thuốc tốc độ thì hay biết mấy nha. Mình có thể bơi nhanh hơn ấy, chứ đi như vậy thì chậm quá. Ok các bạn ơi, cuối cùng thì mình cũng tìm được cái con boss. Hình như con này là đầu tiên thì phải. Và cái này là như tầng thấp nhất đúng không ta? Như con này là con tầng thấp nhất á. Ui, mấy cái này nó rất là giống mê cung luôn. Lần nào vô đây mình cũng bị lạc hết trơn ấy. Nhưng mà không sao, tìm được con đầu là mình sẽ dễ tìm hơn mấy con còn lại. Rồi giờ thì mình sẽ cố gắng tiêu diệt con này trước. Con này thì chắc cũng không quá khó để tiêu diệt đâu. Nó mình đã được một cái bọt biển rồi nè. Còn hai con nữa thôi, là mình có thêm hai cái nữa. Hy vọng mà với một cái bọt biển này mình có thể thuần phục được một bé kỳ lân biển ấy. Tại vì mình chỉ có cơ hội là nhận được 3 cái thôi. Nếu may mắn thì mình mới có thể tìm được căn phòng chứa đầy bọt biển ấy. Rồi giờ mình sẽ cố gắng tìm thêm hai con còn lại nha. Ủa, cái này lại có đường đi lên nữa hả ta? Vậy là ở đây còn một chỗ nữa hả? Hình như cái con hồi nãy là cái con tầng thứ hai, còn có cái đường này nè mới đường của con tầng thứ nhất hay sao ấy, đúng không? Đúng rồi nè, cái này hình như chỗ của con tầng thứ nhất nè. Coi bên đây có không? Ui, bên đây không có rồi. Vậy chắc là ở bên đây nè, thường thường mấy cái chỗ này sẽ rất là dễ xuất hiện luôn. Cái con tầng thấp nhất ấy. Ủa? Ủa gì là cái điện nói tầng này không có con nào luôn nhá. Ủa kỳ vậy, nhớ thường thường ở đây sẽ có một con tầng thấp nhất mà. Rồi và mấy cái con này đừng có làm phiền người ta nữa coi. Chỗ người ta đang đi tìm boss mà cứ làm phiền hoài. Rồi mặc cánh bay dưới nước luôn cho nó nhanh, chứ bơi lâu quá, cái mấy chỗ đường thẳng thì mình có thể bay được ấy. Ủa gì là ở đây không có luôn hả ta? Ao. Ui, hình như ở đây không có cái con boss tầng thấp nhất luôn rồi. Đây. Bên đây nè, thì ra nãy giờ nó núp các bạn ơi. Rồi mình sẽ lại đây và tiêu diệt nó luôn. Rồi, ui. Đừng, giờ mà bị mắc kẹt thế nào cũng bị mấy con này tiêu diệt á, nên không được mắc kẹt. Rồi tiêu diệt nè. Wow, kiếm mình thật là mạnh, chỉ với 3 hit thôi là tiêu diệt được cái con Guardian thứ hai rồi. Giờ thì mình sẽ đi tìm cái con còn lại nhá. Con còn lại chắc ở trung tâm rồi, đi thẳng lên trên đấy các bạn ơi. Đúng luôn, cái con còn lại nó ở trung tâm đi thẳng lên nè. Wow, chính xác. Rồi giờ mình đã tiêu diệt được 3 con rồi, và bây giờ thì mình sẽ cố gắng đợi cho nó hết hiệu ứng đào chậm này cái đã, để mình có thể đào được những block ở dưới đây, cũng như là đi tìm cái chỗ của cái kho báu chứa bọt biển nhá. Nãy giờ mình đã rất là cố gắng để đi tìm cái chỗ có chứa những cái miếng bọt biển cảm ơn, nhưng mà tìm không ra, cho nên bây giờ chắc mình sẽ vô đây để lấy cái kho báu này trước nhá. Rồi giờ thì mình sẽ đi xuống dưới trước cái đã. Ở đây đào chậm quá trời luôn, tại vì đang ở dưới nước ấy. Rồi thủ đào để đừng cho mấy cái con kia làm phiền. Đó, đây có kho báu bằng vàng nè. Đúng luôn. Rồi giờ mình sẽ lấy hết ở trong đây luôn nhá. Hình như cái này nó chỉ có 8 khối thôi.
4 nè, có khối này khối thứ tư nè. Rồi, sau đó đi lên đây và đào coi. Ui, lên trên mặt nước đào nhanh hơn hẳn. Rồi, lấy hết mấy số vàng này chắc mình sẽ quay về á. Không sao, dù sao thì mình cũng có được một ít cái miếng mút biển rồi đó, bọt biển. Rồi, giờ thì mình sẽ quay về nhà thôi, không ở chỗ này nữa đâu. Mình sẽ quay về nhà. Rồi. Lần nào về nhà cũng kêu mình stop bẹt hết á, mấy nàng tiên này. Rồi, ngủ một cái đi, nãy giờ tìm kiếm ở dưới cái thủy cung quá trời mệt rồi. Rồi sáng thức dậy á thì mình sẽ đi ra vùng biển để tìm những cái bé kỳ lân nhá. Hình như trong cái rương này mình có một ít cọng dây nè. Rồi sau đó mình sẽ bay ra cái khu vực biển ở ngoài này. Hình như hôm qua mình có bỏ sót một vài bé kỳ lân á, nên hôm nay mình sẽ bay từ từ cũng như là tìm kỹ hơn nhá. Bé rồng nước thì vẫn còn trong cái amulet này, tốt quá tốt quá. Và như mấy quả trứng rồng vẫn chưa có nở nữa. Vẫn chưa nở. Mình sẽ tìm kiếm quanh cái khu vực này thôi để lót chân cái chỗ ấp trứng rồng này, để cho mấy quả trứng rồng mau nở nha các bạn. Ngoài ra như khu vực này như hết mấy bé kỳ lân rồi. Hôm trước mình có bay ngang khu vực này và thấy như một bé đúng không ta? Mình có một bỏ sót ấy. Nhìn kỹ lại. Đây có mực nè. Chủ yếu là mực thôi. Ở dưới biển toàn mực không à, không thấy bé kỳ lân biển nào hết. Bên đây coi có không. À đây, một bé. Ồ, đúng luôn. Rồi, giờ mình sẽ xuống đây một cái. Sau đó dẫn bé này về nhé, để không thôi những cái con rồng biển nó phát hiện thì nó lại kiểu như là tiêu diệt mấy bé này hết. Ồ, mình có thể lôi lên được nè, để mình thử coi. Bay lên. Ủa. Ồ, dây đâu. Hình như rớt dây rồi. Ồ, đúng rồi. Ui, con rồng biển kia, không được tấn công bé kỳ lân biển của tôi. Ui, con kia suýt nữa, đó, thấy các bạn thấy nguy hiểm chưa? Suýt nữa thì mình cũng mất hết một bé rồng biển rồi đó. Mất hết một bé kỳ lân biển rồi đó. Mấy con rồng biển nó cứ tấn công mấy bé kỳ lân biển ngoài à. Đó, thành ra mình phải ra sức bảo vệ mới được. Vậy mà lúc đầu mình không biết, còn lỡ tiêu diệt hết 2-3 em nữa. Tiếc ghê luôn á. Nhưng mà không sao, bây giờ mình đã biết rồi. Và bây giờ mình sẽ cố gắng bảo vệ mấy bé kỳ lân biển này nhá. Rồi, đi theo anh về nè, đi theo anh. Dạ. Mình trói hộp rồi. Mình đã trói được rồi nè. Giờ thì mình sẽ đi từ từ về thôi. Đó, đi thôi em ơi. Đó. Ui, đứt dây nữa rồi. Ui, dây dễ đứt quá. Ui, dây của mình dễ đứt quá các bạn ơi. Dây mình dễ dởm rồi. Lo được một xíu là bị đứt. Nhưng mà không sao. Giờ đi từ từ nào. Trói chưa? Rồi. Mình sẽ bay với tốc độ thấp để về nhà các bạn ơi. Bay nhanh quá thì sẽ bị đứt dây ấy. Coi nhà mình ở hướng này 200m nữa hả? Tốc độ này không biết chừng nào mới tới nhà nữa. Giờ mà lỡ gặp 4 cái con rồng biển nhỏ nhỏ thôi, nó tập kích một cái thế nào mình cũng hy sinh bé này cho coi à. Nhưng mà không sao, mình sẽ cố gắng để ra sức bảo vệ bé kỳ lân biển này nhá. Và đây là bé kỳ lân biển màu hơi cam cam. Khá đẹp. Nhưng mà mình thích mấy bé kỳ lân biển màu đỏ hơn cơ. Ui, bé lỡ trước mình nữa kìa. Lội hả? Đi tập. Ui. Kiểu như mình bay nhanh quá các bạn ơi, đứt dây hoài à. Vậy là không được bay khi mà dẫn mấy bé kỳ lân biển này rồi. Ok, giờ mình sẽ cố gắng dẫn bé này về cái căn cứ của mình nhá. Hẹn lại các bạn khi mình quay về tới đó nhá. Ban đầu thì mình dự định sẽ lôi về tới nhà thì mình mới thuần phục ấy. Nhưng mà bây giờ thì... Ui, đừng có đi. Bây giờ thì mình sẽ thử thuần phục ngay tại đây luôn các bạn ơi. Giờ mình sẽ lấy mấy miếng mút ra nè. Ăn không? Ui, ăn mút khô hả? Mình đang mút ướt hình như không có ăn rồi. Vậy là mấy bé này ăn mút khô rồi. Ồ, vậy là phải đi một chuyến về nhà thôi. Còn bao nhiêu mét đây? 100 mấy mét nữa thôi, cố lên em ơi. Đó, mình sẽ vừa bay vừa nhấp nhả như vậy nè, để cho bé về nhanh hơn nhá. Đó. Bay kiểu nhấp nhả. Rồi, bỏ lên nào. Đó, bay từ từ để không thôi đứt dây á. Cái cọng dây trong Minecraft nó khá là yếu. Chạy nhanh hoặc là bay nhanh quá là thế nào nó cũng bị đứt hả. Đó, cho nên mình phải bay nhấp nhả như vậy. Sau đó mình sẽ dẫn bé này lên bờ coi lên được không. Lên được không? Cố lên em ơi. Ui, lên không được hả? Đừng nói đứt dây nha. Thôi, lại đây nè. Rồi, lại đây. Sau đó mình sẽ thử đẩy bé này lên trên coi. Lên em ơi, cố lên. Cố lên đi. Ủa, đi hướng này không được hả? Nếu lên bờ không được thì thôi, lại đây nè, ở đây cũng được nè, ở đây cũng khá là an toàn á. Rồi, lên đây nha. Và cái hàng rào mình để bên kia rồi, vậy là phải qua. Ui, lên bờ được rồi nè. Ui, bé này lên bờ bò dễ thương vậy. Lên bờ bò dễ thương cực luôn. Rồi, mình sẽ đáp xuống một cái. Giống như cá heo vậy á. Ok.
À không, giống như con gì mình quên mất tiêu rồi ta. Cũng cũng dùng Rồi, tạm thời thì đứng trên bờ nhá. Ui, ui, hình như mấy bé này không chịu ở dưới nước. Ủa, ở trên bờ rồi. Mình phải mang một cái hàng rào lại đây mới được. Đó, mang một cái hàng rào. Rồi, lại đây. Mình sẽ cho mấy bé này ở đây nhá. Một bé này ở đây. Sau đó dùng dây nè, buộc bé ấy lại. Đi than theo anh. Rồi, rồi, ở đây cố định ở đây nhá. Đừng có chạy đi đâu, để anh vô trong. Anh nung cái bọt biển cho ăn. Vào nhà một cái. Sau đó mình sẽ cho vật là nung kim cương đi. Nung tốc độ cao luôn. Đó, lấy mấy cái sắt này ra nén lại cái đã. Ông rài nấu mà chưa có kịp nén lại nữa. Kệ, tạm thời để vô đây đi, từ từ nén sau. Rồi, kế tiếp mình sẽ lấy mấy cái miếng mút này ra. Đó, bay là chỗ căn cứ. Rồi, hy vọng mấy miếng mút khô này thì bé này sẽ ăn được nha. Rồi, ăn đi. Ồ, được rồi nè, đúng không? Có thành tựu rồi kìa. Rồi, ổn ổn, và mình có một cái yên cửa đây luôn. Coi nào. Ồ, xong rồi, thành công rồi, thành công rồi. Ui ui ui, đâu đâu, đâu vậy, đâu vậy em? Đừng bỏ anh. Rồi. Wow. Các bạn coi nè. Ồ, biết chừng nào mình mới bơi được tốc độ này ta. Ui, lặn được không? Hình như lặn không được các bạn ơi. Chỉ đi trên mặt nước thôi, nhưng mà đi với tốc độ này là gọi là siêu nhanh rồi đó. Mình không thể nào mà đi với tốc độ này đâu. Và hình như bé này có đói không ta? Hên quá, bé này không có đói. Bé này mà đói mình không biết làm sao cho có thức ăn cho bé này ăn luôn á. Ồ, tuyệt vời Rồi, ổn rồi đó. À, lên bờ được hả? Lên bờ được luôn. Nhưng mà hơi khó khăn một xíu, tại vì lên bờ bé ấy đi rất là chậm luôn ấy. Đó, tạm thời là như vậy nhá. Hình như bé này cũng có thể mặc giáp nữa. Chưa, tạm thời là... Đây, đứng yên ở đây. Mình coi nào. Ừ đúng rồi, như có thể chế giáp cho bé này luôn. Giờ mình sẽ nghiên cứu coi cái giáp của bé này chế tạo làm sao ta. Hình như có liên quan tới những cái áo giáp ngựa. Mình sẽ bay vào nhà một cái nè. Giáp ngựa, đây mình có giáp ngựa kim cương. Hình như là từ cái giáp ngựa này mình sẽ nâng cấp lên nè. Ồ, cần hai cái cọng lông gà. Lông gà, coi đây còn không. Ui, mình còn có một cọng lông gà hả? Vậy là bây giờ mình phải vặt lông một cái con gà khác nữa. Đây, hy sinh một bé gà này đi để cho bé Kỳ Lân có giáp để mà. Rồi, mình đã có rồi. Và bây giờ thì mình sẽ di chuyển qua cái khu vực căn cứ một cái. Đặt xuống cái bàn chế tạo coi. Đây, bàn chế tạo đây. Bàn chế tạo mình để bên đây nè. Sau đó đặt cái giáp ngựa ở chính giữa, hai sợi lông ở hai bên. Rồi, một cái áo giáp nè, hy vọng cái áo giáp này thì bé này mặc được. Được không? Ui, bé này hình như mặc áo giáp khác rồi, vì là cái áo giáp này dành cho con đại bàng ấy. Ồ, vậy bé đó mặc cái áo giáp gì ta? Bé đó mặc áo giáp gì đây? Để mình tìm cái áo giáp cho bé này coi. Chứ không có áo giáp thì sợ bé yếu ấy. Cái này là dành cho... Không, cái đó là dành cho cái con đại bàng rồi. Ủa, vậy áo giáp này mới dành cho bé ngựa này ta? Ủa, bé Kỳ Lân Biển này ta? Hay là bé ấy chịu mặc giáp ngựa? Cũng có thể lắm. Mình sẽ vào trong nhà để thử lấy một cái giáp ngựa coi. Đó, mình có một cái giáp ngựa rồi nè. Bay lại căn cứ. Rồi, mặc vào, hy vọng là được. Coi. Giáp ngựa kim cương. Đúng luôn, mặc giáp ngựa kim cương. Tuyệt. Rồi, cởi sợi dây ra. Rồi, sau đó chúng ta cùng nhau lên đường một vòng các bạn ơi. Mình sẽ lượn một vòng bằng bé Kỳ Lân Biển này nhá. Tuyệt vời. Đó, giờ mình có thể khám phá biển bằng cách này nè. Đó, lượn zigzag luôn nè. Đó, các bạn thấy nhanh chưa? Wow, ơi, đây có đại bàng nè. Ui, nhưng mà mình chưa có thịt thỏ để thuần phục. Tiếc kia luôn á, mình muốn có một bé đại bàng để bay nữa. Ngoài cửa rồng á thì mình muốn cưỡi thêm mấy bé đại bàng. Mà giờ chưa có thịt thỏ làm sao giờ? Phải gắng tìm thỏ đem về nuôi mới được. Rồi, tạm thời thì mình sẽ cho bé Kỳ Lân Biển này ở đây nhá. Ở gần mấy bé rồng thì sẽ được bảo vệ an toàn hơn. Bây giờ thì mình sẽ dọn dẹp đồ lại một cái rồi chúng ta chuẩn bị chào đón sự ra đời của hai cái quả trứng rồng lá này nha các bạn.
Trong thời gian giữa hai tập thì mình cũng có tìm thêm được một cái hàng rồng mới rồi. Và lần này thì mình sẽ chiến đấu với hai nàng tiên này nhá. Hai nàng tiên này sẽ cho mình hiệu ứng sức mạnh nè, cũng như là tốc độ. Mình sẽ mặc thêm set đồ Moonlight nữa để có thêm hiệu ứng nhìn trong bóng tối. Vậy là mình có ba hiệu ứng luôn. Kế tiếp thì mình sẽ vào trong nhà để có thể lấy thêm những quả táo vàng. Tại vì đại chiến rồng mà phải có những quả táo vàng thì mình mới chiến đấu dễ dàng hơn. Mình sẽ coi coi táo, mình còn có 3 trái thôi à. Kệ, 3 trái mình sẽ cố gắng tiêu diệt hết mấy con rồng này luôn nhá. Rồi, vàng còn thừa thì mình sẽ cho lại vào rương nè. Mình chỉ mang theo khiên này, cây cung sấm sét cũng như là cây kiếm laser thôi. Rồi, giờ thì chiến đấu luôn thôi, chiến đấu sớm còn về ngủ nữa. Đây, mình đã tìm được một cái hang rồng ở đây nè. Ngược đường, ở đây mới đúng. Ủa, mấy nàng tiến đâu rồi? Đừng bỏ tao mà. Ủa, mấy nàng tiến đâu? Ủa? Ôi, đừng nói mấy nàng tiên bị kẹt nha. Rồi luôn. Hình như mấy nàng tiên bị kẹt ở bên kia rồi. Ủa mấy nàng tiên ơi. Rồi, vậy là như mấy nàng tiên bị mắc kẹt rồi. Ôi, tiếc vậy ta. Mình muốn có thêm nàng tiên để có thêm sức mạnh ấy. Mà có vẻ khó rồi, kệ không sao, mình sẽ chiến đấu một mình cũng được. Nhưng mà có điều hơi khó khăn cho mình một xíu. Rồi, cố lên. Rồi, giờ mình sẽ xuống đây và tiêu diệt cái con rồng này thôi. À, đang ngủ hả? Như thường lệ thì mình sẽ đánh thức nó bằng một cái phát tên đầu tiên nhá. Tên này làm phiền ngoài, người ta chưa kiếm chuyện mà cứ bắn hoài nè. Tên này không bắn mà làm gì đấy. Bắn ta đi. Rồi, giờ mình sẽ chọc tức cái con rồng này nhá. Nó tỉnh rồi kìa. Ui, nhân cơ hội mà nó chưa có phát hiện ra mình á, thì mình sẽ bắn nó thêm một vài mũi nữa nhá. Ôi, ngủ tiếp hả? Ui, con rồng này ngủ nướng vậy. Thôi, ui da, rồi. Thôi xong mình rồi, mình lỡ té xuống đây rồi các bạn ơi. Ui, bình tĩnh nào. Đó, chuẩn bị chui vô hang núp các bạn ơi. Rồi, bắn nè, rồi núp, bắn xong rồi núp. Đó, nó tỉnh rồi kìa. Rồi, cứ nhìn thôi. Con này hình như còn bé các bạn ơi, nó khá là nhỏ nè. Chắc mình tiêu diệt nó dễ á. Rồi, cố lên. Con đó dám làm phiền mình á. Đang tiêu diệt rồng mà dám làm phiền. Rồi, tiêu diệt thôi nào, tận chiến luôn. Đừng để nó gấp nhá. Tại vì rồng có tuyệt chiêu là gấp mình lên á. Một cách gấp như vậy là mất rất là nhiều máu luôn. Đốt ghê vậy. Rồi. Cuối cùng cũng xong rồi các bạn ơi. Rồi, mình sẽ tiêu diệt mấy cái con này. Lửa đốt đâu vậy? Ui, đừng, mình còn chưa táo vàng nữa. Ủa, trên đây còn hang rồng nữa hả? Vậy là hang rồng nó spawn chồng lên nhau à? Vậy là ở đây một cái nè, ở trên đầu mình một cái hang rồng nữa hả? Ui, xịn nha. Rồi, giờ thì mình sẽ bắt đầu thể xác của cái con rồng này thôi. Đầu tiên thì mình sẽ đẩy xác nó ra giữa cái hang rồng nhá. Rồi, ra giữa đi để mình có thể lút dễ dàng hơn mà không sợ rơi vào lửa. Kế tiếp mình sẽ dùng tay không nè và xây thịt nó. Con này chắc không rơi ra cái gì ta? Cái đó là quả trứng rồng đâu, tại vì nó khá là bé ấy. Rồi, mình đã lên được 45 level luôn. Tuyệt vời. Và mình có được 33 cái vải. Vậy là con rồng đó chỉ mới có cấp 4 thôi à, khá là bé. Rồi, giờ thì mình sẽ đi lên trên coi. Ô, không ngờ phía trên này vẫn còn hang rồng hả ta. Ui, lần đầu mình thấy hang rồng mà nó spawn nó chồng lên nhau luôn á. Ui, ghê vậy. Ô, đây có đường lên nè. Ui, hình như con trên nó cũng thức rồi các bạn ơi. Ủa, giờ sao lên đánh nó ta? À, mình có cách rồi, giờ mình sẽ bay lên đi. Ăn một trái táo vàng để lấy thêm can đảm nào. Rồi, chuẩn bị bay lên thôi. Ủa, có rồng đâu? À, cái đầu nó kìa. Mình thấy cái đầu nó nè các bạn. Ui, con creeper nó hại mình rồi. Suýt nữa thì con rồng nó cạp mình nữa. Kìa, đầu con rồng kìa. Vậy là nó ở sau cái bức tường này. Hình như nó bị mắc kẹt các bạn ơi. Vậy thì dễ hơn rồi. Hơi ăn gian một xíu nhưng mà không sao đâu. Mình có một mình nào mình chiến đấu với nguyên con rồng bự mạnh kia như vậy thì gì không gọi là ăn gian đâu á. Đây là kiểu như là có thêm lợi thế cho mình hả? Rồi, giờ thì nó, các bạn thấy chưa? Nó sức mạnh nó vậy đó, làm sao mà mình nhào vô để chiến đấu một một với nó được. Nó, mình phải gây sát thương nó trước cái đã. Rồi, sau đó mình vô PvP trực diện với nó nè.
Ngươi chạy không thoát đâu. Rồi. Hả? Ủa, chưa đánh mà kỳ vậy? Ủa, chưa đánh nhau mà. Rồng ơi, tỉnh dậy Rồng ơi. Ôi, chưa đánh nhau mà. Ôi, con rồng này thì tỉnh biết vậy, nãy mình không nên gây quá nhiều sát thương quá. Không ngờ cây cung cây cung sấm sét nó lại mạnh như vậy. Mình bắn mới có vài mũi thôi mà con rồng nó nằm một đống rồi. Tiếc ghê luôn. Cứ tưởng giỡn được một xíu ai về nó ngõm luôn rồi. Rồi, ở đây có những món đồ thì từ từ mình sẽ lên đây và loot sau. Và coi nào, hình như đây hết hang rồng rồi. Hình như đây hết hang rồng rồi đó các bạn ơi. Wow, một cuốn sách tốt nè, sách tốt quá thì phải lấy thôi. Có vẻ trận chiến kết thúc quá sớm rồi. Ui. Ủa. Ôi, mình mới nghe tiếng quái, hình như bên đây có cái hang nè. Chưa, mình sẽ qua đây thử coi. Bên đây vẫn còn tiếng quái nè. Đó. Sẽ coi bản đồ lên một cái. Mình đang đứng ở đây hả? Ủa, bên đây là một cái hang hả ta? Mình đang thắc mắc là cái hang hay là hang rồng đây. Nhiều khi ở đây lại có thêm hang rồng á, tại vì nó spawn chồng lên nhau mà các bạn. Ở đây là bên ngoài cái hang rồng thôi. Giờ đi vô bên trong hang rồng. Úi da, làm phiền, dám làm phiền mình hả? Mình đã không quánh thôi thì không để mình yên nữa. Khá là tiếc luôn á. Ôi, tự nhiên mình, ôi, trận chiến kết thúc nhanh quá. Mình muốn trận chiến kéo dài hơn nữa mà không được các bạn ơi. Thôi kệ, hôm nay lỡ rồi, tiêu diệt hai bé rồng nhưng mà không có rơi ra cái quả trứng rồng nào hết. Vậy là giờ mình chỉ mới có đúng một cái bé rồng đỏ thôi à. Kệ, không sao, từ từ mình sẽ tìm thêm những cái hang rồng khác và cố gắng chiến đấu để tìm thêm quả trứng rồng thôi. Và vậy là mình đã mất hết hai nàng tiên rồi. Mất hết một nàng tiên tốc độ nè, một nàng tiên sức mạnh nữa. Ui, cái này không được trứng rồng mà còn mất thêm mấy nàng tiên nữa, ổn ghê luôn á. Ui, à không mất. Ui, mấy nàng này ham chơi, ở đây chơi với nhau nè. Không đi theo mình chiến đấu em. Không tình mình cho ăn bánh kem để từ bỏ thói quen lấy đồ người khác mà giờ lại không đi chiến đấu với mình. Giận ghê luôn á. Ui, ăn không cho ăn luôn. Dám không đi chiến đấu với mình hả? Tổng kết trong ngày hôm nay thì mình đã thuần phục được một bé kỳ lân biển đầu tiên, đang ấp hai quả trứng rồng lá nè, và chế tạo được một cây cung sấm sét cũng như là một set đồ của rồng sấm sét rồi. Trong thời gian sắp tới thì mình sẽ cố gắng dành thời gian ra để cho hai quả trứng rồng này lớn lên, và mình sẽ chế tạo bộ giáp rồng lá và vũ khí từ vải của rồng lá xem nó như thế nào nhá. Và cảm ơn tất cả bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại tất cả bạn ở những tập tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.